Chào bà con nha, có đang có hai sườn CT751, bà con cốt ben hai cốt nè, phùng bổng còn mới chát mà con ơi, quá trời đẹp luôn. Alo, nghe anh ơi. Dạ, cái dòng đó em. Dạ, có xăng không chị ơi? Dạ, dạ. Quá đẹp rồi con ơi. Đây là giữa nó đẹp nè. Còn bóng hới luôn nè, hai cốt ben luôn nè ha. CT751. Cái số mới chát như nè, ít xài rồi con. Này chịu gói sửa lên, nhưng Mitsubishi luôn nha. Mitsubishi CT751. Hai sườn thường là cũng đẹp chứ con. Thùng bổng mới chát à. Lưỡi bổng là còn mình bành không nè. Quá chỉ có cặp lưỡi luôn nè. Bánh bổng còn khá đẹp, bánh này đẹp nè. Quá đẹp rồi con ơi. Alo. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. À, tính mua cái đó hay gì? À. Dân thể máy. Em muốn mua dân thể máy. Em muốn mua dân thể máy. Dân thể 1, dân thể 2, dân thể 3, dân thể 4, mua dân thể máy, mấy bơm nước á. Anh mua dân thể hay mua gì? Đúng rồi. Đúng rồi, bà muốn biến bao nhiêu biến tùy anh. Sao anh? 100. Có thể nào dạ dạ đúng rồi được chứ anh, các bạn Zalo đi. Đang ơi 60 bà con đẹp cực kỳ luôn nè. Ốc ác đồ vô đẹp cực kỳ luôn. Con này gửi lên đẹp lắm bà con. Anh chớ hơn trên giờ ít xài nè.